nay có rất đông đức cha, quý tu sĩ rất đông. Chúng con không thể giới thiệu hết được. Chúng con chỉ xin giới thiệu hai vị có mặt hôm nay. Trước hết, đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, nguyên chủ tịch ủy ban thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giáo phận Việt Nam, và đức giám mục Bùi Chu. Xin chúng ta giới thiệu cha trong ống tay. Cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã quy tụ chúng ta nơi đây để cùng suy tư và cầu nguyện với những bài thánh ca được hát lên bằng hai thứ tiếng Việt ngữ và Anh ngữ. Những bài hát quen thuộc trong đêm thánh ca này cho chúng ta một thoáng nhìn đến các tín hữu người Việt Nam ca hát thờ phượng Chúa ở nước ngoài, nhất là tại Hoa Kỳ. Trong các cộng đồng đa văn hóa, đồng bào chúng ta muốn chia sẻ lòng đạo đức bằng ngôn ngữ địa phương, nhưng với tâm tình Việt Nam qua những bài thánh ca quen thuộc. Hy vọng rằng đêm thánh ca này cũng cho thấy được một nét mới trong đời sống phụng vụ ngay tại Việt Nam, đó là hát ngợi khen Chúa bằng Anh ngữ trong một số thánh đường. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn ngôn ngữ để loan truyền lời Chúa trong thế giới ngày nay. We offer now our thankfulness to our loving God for His gathering us here to meditate and pray with songs into language Vietnamese and English. The popular Catholic songs to be performed this evening provide us a quick view of our Vietnamese people singing in worship in foreign countries, especially in the United States. In multicultural communities, our people want to share their devotion in the local language, but with their Vietnamese hearts expressed by the Vietnamese church songs familiar to them. We hope that this evening of Catholic music will also show a new feature in liturgical life inside Vietnam, that is singing praise of God with English songs in certain churches. May God grant us the gift of true grace to proclaim the word of God in this modern world. Thank you. Chúa con tin
chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lạy Ngài được chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lạy Ngài đổi mới cho cuộc đời, lạy Ngài hạnh phúc cho chân ai. Tràn trề tháng năm, tim con nhớ
hồng ơn Chúa vô biên vô tận. Tay con nhỏ bé nhưng vẫn còn you write your name within my heart like a gentle breeze. You touch my life and like a song of praise. Beauty fill my heart with joy today. God of love and God of joy, you fill my heart with hope and praise. God of love, my hands can hold the gifts you give me all my day. You play the music of my life, on the flute forever be true. You make my life a song of praise. With my loving hands, you touch my soul. God of and God of joy, you fill my heart with hope and praise. God of love, my hands can hold the gifts you give me on my journey. Cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời. Chúa cho đời vơi mắt tươi cuồng sáng khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. You make my life a song of praise. With your loving hands, you touch my làm đuốc sáng chiếu soi trần gian.
cho con xây tình bên và này con xin đến một đời chung chinh làm môi đắng ngấm cho mặn đời biết lấy gì cảm bên biết lấy chi xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi buồn nhớ. Your sweet voice will walk in my name.
You found me in my shame and called me out my pain. Far beyond the reach of endless sky. Far beyond the reach of endless sky. Oh Lord, how we want.
xin Chúa ban chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là những núi non dựng nuôi con bao ngày ôm tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ. Luôn sống trong tình người con ngoan. Oh God, in your great love, bless those who give me life, bless those who give me joy, guiding me with heaven's grace. Oh my Father, and on my father appear, such step I owe to those who gladly gave. May my parents always leave it God's endless love. Grant that I, their child, may always honor. May my parents
đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.
chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ thiên trinh muôn đời, cùng chúc trinh vương là khó tính ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho các ca sĩ, các nhóm nhạc và ban nhạc đã đem chúng ta cùng suy tư và cầu nguyện với 14 ca khúc thánh ca song ngữ. Giờ đây chúng con xin giới thiệu cha Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ có đôi lời cảm ơn quý đức cha và quý vị. Chúng con kính mời cha. Trước khi thay mặt cho tất cả để cảm ơn, xin một lần nữa mời tất cả quý vị đang hiện diện trong auditorium này, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, các thánh cử đạo Việt Nam, và chúng ta tạ ơn nhau, cảm ơn nhau một tràng vỗ tay dài nữa. Cha mời ca đoàn chịu khó đứng lại chút xíu nữa để tí cho cha xin tấm hình với chúng con cùng với hai đức cha. Kính thưa quý đức cha, quý cha và quý vị, bây giờ có nói lời gì nó cũng chỉ là thừa thôi, bởi vì tất cả là hồng ân Chúa ban. Đức cha và chúng con cũng không ngờ cái chương trình hôm nay không có đủ chỗ ngồi cho nhiều vị, và nhiều người đã phải đứng suốt từ đầu đến giờ. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi, cố gắng tăng cường hết mọi ghế, hết mọi chỗ mà cũng không đủ. Chúng con xin hết lòng cảm ơn đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuật. Ngày 4 tháng 10 vừa rồi, Ngài đã chính thức không còn làm chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc nữa, mà Ngài đã trở thành chủ tịch Ủy ban Thánh kinh. Ngài còn làm cha mẹ của Thánh nhạc nữa. Ngài đã thương, chúng con mời đức cha đứng lại, chúng con cảm ơn đức cha. Anh em chúng con làm việc gắn bó với nhiều đức cha, nhưng đức cha là lâu nhất, từ năm 2010, ba nhiệm kỳ, 9 năm. 9 năm ấy biết bao nhiêu là tình. Hôm nay đức cha vẫn thể hiện cái tình đó, nghĩa là cho đến khi nào đức cha về với Chúa thôi. Chúng con hy vọng như thế, lời đức cha nói trong giờ cơm, mai mốt hội thảo cái gì đó tôi xuống được thì cho tôi dự với. Đó là ấm áp lòng chúng con lắm. Bởi vì dù bây giờ chúng con đã có đức cha tân chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc là đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, nhưng mà chúng con vẫn thấy tiếc nuối cái điều gì đó. Rồi đặc biệt hôm nay có đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Caritas. Chúng ta thấy ngày nào cũng nhắc đến Caritas, bởi vì phải lo cho người nghèo, lo cho đủ thứ chuyện hết. Ngài trăm công nghìn việc, nhưng vì là tình bạn, anh em tu với nhau từ bé, cùng ăn cơm với muối với nhau, ngày hôm nay Ngài mệt lắm mà Ngài cũng đáng cố gắng đến hiện diện. Đó là hồng ân Chúa ban. Thì xin cảm ơn tất cả các cha trưởng ban của các ban thánh nhạc của các giáo phận, các cha đặc trách Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các cha ở Nha Trang từ xa, rồi từ Hà Nội, từ Huế, từ Mỹ Tho, từ Đà Lạt. Xin cảm ơn hết thảy tất cả mọi người, nhất là những anh chị em trong ca đoàn mới chỉ tập cách đây mấy ngày. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa trên 50 anh chị em của nhóm Lumen Choir. Rồi xin cảm ơn ban nhạc, các anh em ở tứ phương thiên hạ về đây thì sáng nay mới giờ từ 10 giờ thôi. Thế là chương trình đó rất là gấp rút. Rồi các anh em nhóm ca cũng vậy. Rồi chúng ta thấy đó, tất cả là nhờ lời cầu nguyện của các anh chị em, của mọi người đang hiện diện ở đây. Xin cảm ơn công ty Xuân Đức. Từ bố đến mẹ, đến con trai, con gái, cháu chắt lôi hết vào đây để lo âm thanh ánh sáng. Xin cho một tràng pháo tay. Chúng con cũng hết sức cảm ơn Đức Hồng Y Doan Bautista đang nghỉ tại đây. Ngài hỏi hôm nay có chuyện gì vui vậy?
Dạ, hôm nay hát thánh ca Đức Hồng Y nghe không nổi đâu, bởi vì tai Đức Hồng Y nghẽn ngãn rồi. Và thôi để tôi ngủ. Đức cha Louis thì hôm nay đúng 2 năm Ngài được thụ phong giám mục, mà Ngài phải đi làm lễ nơi khác, cũng gửi lời thăm hết tất cả. Chúng con cảm ơn cha giám đốc trung tâm mục vụ, quý cha, quý nhân viên, tất cả mọi người, ai cũng lo lắng cho chương trình tối nay. Cảm ơn cách riêng nhạc sĩ Minh Châu là người đã biên tập và hướng dẫn cho các nhóm hòa âm phối khí cho các chương trình này. Và đặc biệt cảm ơn nhạc sĩ Lê Vũ và Lumen Choir. Đây, rất là tốt đẹp. Sợ là quên, hôm nay thẻ giữ xe của các anh chị em đến đây nó không còn nữa. Cho nên nhiều người giữ xe là không có vé. Cho nên khi ra về đó, thì xin chúng ta cứ nhận nha. Trời còn sớm và hôm nay trăng sao tinh tú đầy trời. Cho nên chúng ta ở lại, đứng ở sân để chúng ta nhìn lên trời để nhớ lại cái bài hát của tác giả Francisco. Hay đêm tinh tú trên trời mà biết ơn người cho đời, và xem cát biển để hiểu người thương ta. Đấy, chúng ta cứ đếm xem ai đếm được nhiều nhất nhé. Cho biết thì Đức cha Vincent và Đức cha Thomas sẽ có phần thưởng đặc biệt. Và cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn nhà xuất bản Oregon Catholic Press, OCP, đã cho phép sử dụng nhà phẩm These Alone Are Enough, Dâng và Xin, và các bản dịch lời tiếng Anh của OCP cho các bài ca phụng vụ Việt Nam được trình diễn trong chương trình. Cũng xin cảm ơn thầy Rufino Zaragoza thuộc dòng Francisco cùng các cộng sự viên của thầy đã hết lòng hỗ trợ để làm nên đêm thánh ca này. Kính thưa quý vị, nãy giờ thì cha đã chia sẻ rất là nhiều điều. Xin phép được tóm gọn lại cuối cùng là lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Special thanks to the Oregon Catholic Press, OCP, for our permission to use the copyrighted English song These Alone Are Enough by Dan Strutt and OCP's English translations of the Vietnamese liturgical songs performed in this recital. Our thanks also goes to Franciscan brother Rufino Zaragoza and his collaborators whose heartfelt support make this evening possible. One more time, thank you so much. Xin cảm ơn MC Bích Ngân cũng là ca sĩ. Dear Rufino, leader, stand up. I am very happy to introduce you on the brother Rufino Zaragoza. He is the translator, Vietnamese to English. Và giờ đây chúng con xin được lắng nghe Đức cha Vinh Sơn có đôi lời. Và sau khi Đức cha nói xong thì chúng con có một bó hoa để kính tặng Đức cha. Xin mời cha hữu. Xin kính chào tất cả mọi người. Đêm nay khi nghe các ca đoàn và các nhóm hát những bài ca song ngữ, không biết anh chị em cảm thấy thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy hay lắm. Một tràng pháo tay nhé. Như hồi nãy cha Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thanh nhạc có nói, tôi làm chủ tịch Ủy ban Thanh nhạc 9 năm. Và trong 9 năm qua, chúng tôi tổ chức nhiều đêm hát thánh ca
tại hội trường này, nhưng có thể nói đêm nay là đông nhất. Đông đến nỗi chúng tôi không ngờ. Cho nên khi tôi quan sát, tôi thấy các em hát rất hay và bà con nghe cũng say mê. Thì tôi tự hỏi, cái điều gì làm cho đêm thánh ca hôm nay rất là tuyệt vời? Bởi vì lần đầu tiên hát những bài song ngữ, tôi thấy trong 14 bài mà trình diễn đêm hôm nay thì 13 bài tiếng Việt gần như nó ăn vào máu của tất cả những người công giáo. Trên khi nghe hát tới bài đó là mình thấy nó gần gũi. Và khi mình nghe cái lời tiếng Anh, như tôi chả hiểu, nhưng mà nhờ tôi hiểu được tiếng Việt cho nên tôi cảm thấy nó rất gần gũi, rất hay. Hơn nữa, trong khi trình diễn thì các em có một sự sáng tạo, có một vài điểm phá cách, nhưng mà rất là sáng tạo, làm cho cái bài hát nghe rất là sống động và hay. Và quý vị có để ý không? Trong 13 bài từ tiếng Việt chuyển qua tiếng Anh, các em hát không phải là chỉ hết tiếng Việt rồi tới tiếng Anh, nhưng mà có sự pha trộn, và cái kết bao giờ cũng là một câu tiếng Việt. Mình nghe và mình cảm thấy rất là gần gũi. Riêng cái bài cuối cùng, bài Dâng và Xin, thì bài này nguyên tác tiếng Anh và nhạc sĩ Francisco đã chuyển qua lời Việt. Chỉ có một bài này là gốc tiếng Anh chuyển qua lời Việt, nhưng mà các em nhóm Lumen Choir trình diễn rất là tuyệt vời. Khi tôi ngồi, tôi nhìn cái chương trình cách đây một tuần, thì tôi tự hỏi, hát thánh ca bằng hai ngôn ngữ, nó nói lên cái điều gì? Nếu anh chị em đã từng đi Mỹ, đi Úc, đi đến những cộng đồng mà nơi đó có người công giáo Việt Nam sống ở đó, khi anh chị em tiếp xúc với các phụ huynh, thì anh chị em sẽ thấy cái thao thức. Con cái của họ nó sinh ra trên đất nước đó, tiếng Anh là ngôn ngữ. Dẫu cho các em nó theo học những lớp tiếng Việt, nhưng mà giống như người ngoại quốc học tiếng Việt, nó nghe những bài hát tiếng Việt nó có thể hát được, nhưng mà nó không hiểu. Nhưng mà nếu dịch qua tiếng Anh, nó hát và nó cảm nhận rất là hay. Cho nên các cộng đoàn Việt Nam ở Mỹ, ở Úc, ở các nơi, họ đã cố gắng chuyển qua tiếng Anh lời Việt của những bài thánh ca Việt Nam. Và vì thế, khi ban thánh nhạc cho chuyển qua tiếng Anh những bài hát Việt Nam như thế, đây không phải là một cái sáng tạo của mình, nhưng chỉ là đáp ứng những nhu cầu của bà con ở các cộng đoàn hải ngoại. Bên cạnh đó, tôi thấy đây cũng là một nỗ lực của giới trẻ Việt Nam muốn hội nhập vào thế giới. Trong cái dịp khai giảng năm học mới năm nay, tôi rất bất ngờ khi tôi đọc cái lá thư của ông chủ tịch tỉnh Phú Yên gửi cho các thầy cô giáo và các học sinh của tỉnh Phú Yên. Trong đó, ông nhấn mạnh có ba điểm. Ông nói thứ nhất, các em phải đọc sách, bởi vì sách nó là kho tàng văn minh của nhân loại. Các em phải đọc, tập biện phân để mình có một cái lập trường độc lập khi mình đọc một tác phẩm, giúp cho các em có sự trưởng thành. Thứ hai là các em phải học ngoại ngữ, bởi vì chúng ta sẽ là những công dân của thế giới, chứ không phải chỉ Việt Nam. Trong tiến trình hội nhập, chúng ta sẽ là công dân của thế giới, và ngoại ngữ là cái phương thế để chúng ta đi vào tri thức và văn hóa. Và điểm thứ ba là các em hãy luyện tập những kỹ năng để mình có thể đáp ứng những nhu cầu cũng như những hoàn cảnh mà mình phải sống. Khi tôi đọc lá thư này, tôi ngạc nhiên, một ông chủ tịch tỉnh mà không hề nói về chính trị, không nói bắt chước người này, bắt chước người kia, mà đi vào tri thức, ngôn ngữ
và kỹ năng. Và đêm hôm nay khi tôi thấy các em hát, nó hát những bài tiếng Anh nó không cần nhìn giấy mà. Tức là nó thuộc, nó maîtrise, nó làm chủ được cái ngôn ngữ đó. Và khi tôi thấy các em trình bày, tôi mới hiểu cái điều mà ông Chủ tịch tỉnh Phú Yên nói, nó chính là thao thức của giới trẻ, của những người trẻ Việt Nam. Cảm ơn Chúa đã ban cho tất cả các bạn cái khả năng hội nhập và tiến xa hơn nữa để trở thành những công dân thế giới, những người công giáo trên toàn thế giới. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Thánh Ca Việt Nam. Giờ đây chúng con xin kính mời cha Nguyễn Hữu, trưởng ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận Huế, dâng tặng bó hoa của tấm lòng tất cả mọi người đang hiện diện. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng cao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chúc mọi người một buổi tối tốt đẹp.